Những ngày qua, thị trường vàng nhẫn chứng kiến cuộc bùng nổ chưa từng có khi giá liên tiếp phá vỡ các kỷ lục, chạm ngưỡng gần 83 triệu đồng một lượng, mức cao nhất trong lịch sử. Chỉ kém vàng miếng SJC dọn dẹn 500.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng hiện đang ở mức hơn 80 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 3 triệu 500.000 đồng một lượng. Điều gì đang khiến loại tài sản được mệnh danh là nơi trú ẩn an toàn này trở nên nóng bỏng như vậy? Những nguyên nhân nào đã kích hoạt cơn sốt giá vàng toàn cầu? Đồng đô la Mỹ suy yếu là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc giá vàng tăng mạnh. Vàng thường có mối quan hệ ngược chiều với đô la Mỹ. Khi đồng đô la Mỹ giảm giá, vàng trở nên rẻ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, khiến nhu cầu mua vàng tăng cao. Vào tháng 8 năm 2024, đồng đô la Mỹ trải qua một giai đoạn suy yếu do các dự báo về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Điều này tạo điều kiện cho giá vàng tăng mạnh khi nhà đầu tư tìm đến vàng như một tài sản thay thế cho đô la Mỹ trong bối cảnh lo ngại về sự suy giảm giá trị của đồng tiền. Fed phát tín hiệu về khả năng sẽ thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất. Điều này cũng là một yếu tố thúc đẩy giá vàng. Lãi suất thấp thường giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, một tài sản không sinh lãi. Khi lãi suất giảm, nhà đầu tư có xu hướng chuyển từ các tài sản tài chính truyền thống như trái phiếu sang vàng để bảo vệ tài sản của mình. Bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole càng củng cố niềm tin của thị trường về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, thúc đẩy giá vàng tăng vọt. Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Kinh tế Jackson Hole cho thấy khả năng tổ chức này sẽ tiến hành nhiều đợt cắt giảm lãi suất là khá lớn, mặc dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã cho thấy tín hiệu tích cực về triển vọng kinh tế thị trường. Lãi suất ngắn hạn vẫn không có sự thay đổi lớn. Định giá cần 100 điểm cơ bản cho các đợt cắt giảm từ nay đến cuối năm. Cách làm này của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có khả năng sẽ cân bằng giữa việc tránh suy thoái với nguy cơ tái diễn lạm phát. Ấn Độ, một trong những quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, đã có sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu vàng trong tháng 8 năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu là do chính phủ Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu vàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các nhà bán lẻ trang sức tích trữ vàng. Nhu cầu mua vàng tăng mạnh tại Ấn Độ trong bối cảnh này tạo áp lực lên nguồn cung vàng toàn cầu, góp phần đẩy giá vàng thế giới lên cao. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là dòng tiền lớn từ các quỹ giao dịch hoán đổi ETF đầu tư vào vàng. Trong tháng 8 năm 2024, các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng đã ghi nhận dòng tiền chảy vào liên tục trong 4 tháng liền, đặc biệt là từ các quỹ phương Tây. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư toàn cầu đối với vàng, làm tăng nhu cầu đối với tài sản này, từ đó góp phần đẩy giá vàng lên cao. Ngoài các yếu tố kinh tế, tình hình bất ổn chính trị và kinh tế toàn cầu cũng là một nguyên nhân quan trọng. Các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới và những mâu thuẫn trong dữ liệu kinh tế đã tạo ra một môi trường không chắc chắn cho các nhà đầu tư. Những căng thẳng này thúc đẩy các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn và vàng là lựa chọn hàng đầu. Việc giao dịch quyền chọn vàng cũng đã đạt mức cao nhất trong nhiều năm qua, cho thấy sự gia tăng nhu cầu phòng ngừa rủi ro của các nhà đầu tư.
lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm mạnh trong tháng 8 năm 2024, phản ánh sự lo ngại của nhà đầu tư về triển vọng kinh tế. Lợi tức trái phiếu giảm thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng, bởi lãi suất thấp đồng nghĩa với việc vàng trở nên cạnh tranh hơn so với tài chính tài sản khác như trái phiếu. Sự trượt dốc của lợi tức trái phiếu kết hợp với dự báo về các đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed đã tạo ra động lực mạnh mẽ để giá vàng tiếp tục tăng. Giá vàng trong nước hiện đang trên đà tăng mạnh theo sau xu hướng của giá vàng thế giới. Dự báo cho thấy giá vàng thế giới có khả năng đạt mức 2.700 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm 2024 và có thể bứt phá lên 3.000 đô la Mỹ một ounce vào năm 2025. Theo ông Quỳnh Trung Khánh, cố vấn cấp cao của Hội đồng vàng thế giới, tại nhiều quốc gia, xu hướng này sẽ tiếp tục duy trì do sự suy yếu của đồng đô la Mỹ và chu kỳ cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Fed đã cắt giảm lãi suất đô la Mỹ xuống 0,5% vào tháng 9 năm 2024 và dự kiến tiếp tục giảm thêm vào cuối năm, làm suy yếu đồng đô la Mỹ và khuyến khích dòng tiền chuyển dịch vào vàng, tài sản trú ẩn an toàn. Đồng thời, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông càng làm gia tăng nhu cầu tích trữ vàng, đẩy giá lên cao. Ngoài ra, nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, cũng góp phần tạo ra áp lực gia tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia như tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo, nhà đầu tư cần cẩn trọng vì giá vàng đã đạt mức cao và có thể biến động mạnh. Để giảm rủi ro, nhà đầu tư nên đa dạng hóa danh mục và không bỏ trứng vào một rổ, theo dõi sát sao các chính sách kinh tế toàn cầu. Quyết định có nên mua vàng vào thời điểm hiện tại phụ thuộc vào nhiều yếu tố cá nhân và chiến lược đầu tư của mỗi người. Với việc giá vàng tăng vọt và đạt mức cao nhất trong lịch sử, có thể lo ngại về nguy cơ giá điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ có khả năng cắt giảm lãi suất, vàng vẫn được xem là một kênh đầu tư an toàn và bảo vệ giá trị tài sản. Nếu nhà đầu tư tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn trước các biến động kinh tế và muốn bảo vệ tài sản khỏi lạm phát, vàng vẫn là lựa chọn hấp dẫn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mua vàng vào lúc này khi giá đã tăng mạnh có thể gặp rủi ro về giá điều chỉnh ngắn hạn. Nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu đầu tư của mình. Nếu hướng đến việc giữ vàng dài hạn, hãy bảo vệ tài sản. Đây có thể là thời điểm hợp lý. Nhưng nếu tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, việc thận trọng và phân tích kỹ càng thị trường trước khi quyết định là điều cần thiết.